Chào các bạn, đây là thành phẩm của món cá kho mình vừa mới làm xong đây. Phần cá rất là ngon, rắn thịt, không tanh. Và khi mà các bạn cuốn cùng với dưa chua như thế này thì chúng ta sẽ có một món cá kho rất là ngon các bạn nhé. Và làm sao để chúng ta có được một món cá kho ngon, đậm vị, cách ướp thì vô cùng độc đáo. Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món cá kho các bạn nhé. Cá kho làm sao để xương nó thật là mềm và cái miếng cá vẫn giữ nguyên được cái hình dạng của nó, và cái độ ngon của cá thì nó rất là cuốn cơm các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2,5 kg cá như thế này. Giềng thái lát, ớt 4 đến 5 trái tùy theo cái độ cay mà các bạn muốn ăn. Hành khô 8 tép, sau đó các bạn băm nhỏ ra như thế này. Và hôm nay thì mình sẽ kho với một cái món đó là dưa chua các bạn nhé. Cái phần dưa chua này khi mà các bạn kho cá thì nó sẽ rất là ngon, làm cho cái phần cá nó được có cái vị hơi chua chua một chút, ăn nó tuyệt vời luôn các bạn. Và bây giờ thì trước hết mình sẽ đi sơ chế phần cá để cá kho không bị tanh các bạn nhé. Các bạn sẽ xả cho mình một cái chậu nước ấm, hơi ấm tay một chút, và thêm vào đây một thìa canh rượu trắng, 2 muỗng cà phê muối hòa tan, bây giờ thì các bạn sẽ cho phần cá vào nhé. Phần cá này các bạn sẽ ngâm trong khoảng thời gian là 5 phút để cho nó ra hết đi cái mùi tanh của cá. Sau đó thì rửa sạch và tráng lại với nước. Cá sau khi mà các bạn đã ngâm được 5 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ rửa thật là sạch nhé. Và để ráo nước. Khi mà các bạn rửa cá thì các bạn sẽ thấy là cái phần bụng cá nó có cái phần đen như thế này. Nó sẽ làm cho cái món cá của chúng ta rất là tanh. Cho nên là khi mà các bạn sơ chế thì các bạn sẽ cạo sạch cái phần đen đen ở phía bụng cá này đi các bạn nhé. Cá sau khi rửa sạch rồi thì các bạn sẽ cho vào đây để chúng ta ướp gia vị các bạn nhé. Các bạn để ướp cá được ngon thì các bạn sẽ thêm vào đây 50 ml rượu trắng. Các bạn sử dụng rượu gạo hoặc là rượu nếp đều được các bạn nhé. Rượu nếp thì lại thơm quá. Các bạn sẽ thêm vào 3 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê tiêu. Nếu muốn ăn cay nhiều hơn thì các bạn sẽ thêm nhiều hơn nhé. Sau đó các bạn trụng thật đều. Các bạn sẽ ướp cá trong khoảng thời gian là 30 phút. Trong lúc chờ cá được thì mình sẽ đi làm phần nước hàng để kho cá các bạn nhé. Để làm phần nước hàng các bạn sẽ chuẩn bị 5 thìa ăn phở đường trắng, 1 đun lên đến khi nó chuyển sang màu nâu cánh gián là được nhé. Thêm vào một chút xíu nước. Khi mà các bạn thấy nó chuyển sang màu nâu cánh gián, các bạn ưng ý rồi thì các bạn sẽ cho cái phần hành khô vào để phi thơm nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần hành nó bắt đầu khô lại như vậy rồi và cái phần hơi nước nó bốc lên ít đi thì các bạn sẽ cho vào đây 1 lít nước. Với món cá kho này thì các bạn sẽ phải sử dụng nước nóng
để chúng ta kho. Nếu các bạn kho bằng nước lạnh thì thường là món cá nó sẽ rất là tanh. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị luôn nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái muỗng canh như thế này. Các bạn dùng cho mình 2 muỗng, 2 thìa canh, nước mắm. Một phần hai thìa mật mía. Nếu như các bạn không có mật mía thì các bạn có thể sử dụng mật ong để thay thế nhé. Các bạn đun sôi phần nước này lên. 2 thìa bột nêm. Cá chúng ta ướp rồi cho nên là cái phần nước kho này các bạn không cần phải làm mặn quá. Còn nếu như mà cá các bạn không ướp mà các bạn nấu luôn ấy, thì các bạn sẽ dùng 3 thìa nước mắm, thêm một muỗng cà phê muối vào đây nha. Khi các bạn thấy nước sôi như vậy thì các bạn sẽ tắt đi nhé. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi kho, thêm vài lát giềng xuống phía dưới để phần cá được thơm hơn. Sau đó các bạn xếp lên một lớp dưa chua. Để kho cá ngon thì các bạn nhớ là chuẩn bị một cái nồi dày một chút nhé. Cá không bị bén nồi mà nó lại còn chín từ từ nữa. Đó, sau đó thì các bạn sẽ xếp cá lên phía trên phần dưa chua như thế này. Các bạn sẽ thêm nước ướp cá vào đây. 1/2, chỗ này mình sẽ kho đầu đuôi riêng. Ở đây mình có một cái miếng mỡ heo, mình sẽ cho vào để kho chung. Sau đó thì các bạn sẽ thêm một chút dưa chua lên phía trên này nhé. Nước dưa chua các bạn cũng cho vào 100ml. Tiếp đó là vài trái ớt kho chung để phần cá không bị tanh. Đổ nước kho. Nước kho này thì các bạn sẽ chỉ đổ xâm xấp mặt cá như thế này thôi nhé. Và thời gian kho cá ngon thì các bạn sẽ kho cho mình trong khoảng thời gian là 3 tiếng đồng hồ. Nếu như mà muốn ăn mụt xương thì phải tầm 5 tiếng các bạn nhé. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng chờ thành quả với mình sau 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng nữa. Nhà mình thì hay kho cá là 4 tiếng đến 5 tiếng các bạn ạ. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy cái phần nước nó bắt đầu sôi lên như vậy thì các bạn sẽ giảm lửa xuống thật là nhỏ nhé. Với món cá kho để nó không bị vỡ phần thịt cá thì các bạn sẽ phải kho rất nhỏ lửa. Đây, bây giờ mình sẽ đóng vung lại và giảm lửa nhỏ. Các bạn ơi, ở đây là phần cá sau khi mà các bạn đã kho được à? Đây. Ở đây là phần cá sau khi mình đã kho được là 4 tiếng rưỡi. Gần 5 tiếng đây các bạn. Phần cá nó rất là khô và nó rắn thịt lắm. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy ra một cái đĩa các bạn nhé.
phần dưa chua sau khi mà các bạn kho cá xong thì các bạn sẽ thấy là nó rất là cuốn cái phần mỡ của cá, làm cho cái phần cá kho của chúng ta thêm phần đậm đà hơn. Đó, nhìn nó bóng hơn. Và khi mà các bạn ăn thì các bạn sẽ thêm một chút xíu nước cá kho lên phía trên của phần cá như thế này các bạn nhé. Nếu các bạn muốn kho cá cạn nước thì các bạn có thể kho cạn nước. Chúng ta sẽ có được một cái món rất là ngon và hấp dẫn. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.